Nhà sàn Tây Nguyên xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về chủ đề nhân nào thì quả đấy. Như trước mắt các bạn đều thấy giữa hai quả cầu, một quả cầu là gỗ thạch được làm từ gỗ thạch, một quả cầu là từ đá Thái Anh. Đá Thái Anh này là đá thạch của Việt Nam mình, Trên thông tin đại chúng hay nhiều tờ báo khác, mọi người thường nói về quả cầu tinh khiết, quả cầu màu vàng đỏ. Mình ở đây mình không nói về quả cầu xử lý mà mình nói về quả cầu tự nhiên, nhân nào thì quả đấy. Trước mắt các bạn đây là những đây là đá thạch thô của Việt Nam mình, đá thạch tự nhiên. Đá thanh tự nhiên như thế này thì khi làm ra lựa cực kỳ kỹ thì mới làm ra được quả cầu thanh như thế này. Đây là quả cầu hoàn toàn tự nhiên. Quả cầu tự nhiên, anh em mà sàn không nói về cách để phân biệt, cách phân biệt quả cầu thật hay giả, đá thật hay giả, mà anh em nhà sàn Tây Nguyên sẽ cho các bạn trải nghiệm quả cầu đá thanh thật như thế nào. Đây là đá thô, đây là quả cầu tự nhiên làm từ đá thanh thô như thế này. Lựa rất kỹ thì mới làm ra được quả cầu thanh hồng đẹp như thế này. Còn đây là gỗ hoa thạch, đây là gỗ thạch hoàn toàn thô. Thì gỗ thạch này thì lại sẽ làm ra quả cầu như thế này. Nhân tiện đang trước mắt các bạn, đây là đá Casidon thô. Và đây là quả cầu để mang cho anh em sẵn luôn, giới thiệu cho anh em đây là quả cầu đá Casidon của Việt Nam mình làm từ đá thô. Nhân nào thì quả đấy, đá thô như thế nào thì ra là đá thanh như đấy. Mình sẽ cho các bạn trải nghiệm về quả cầu, ba loại quả cầu. Đây là quả cầu đá thanh, đây là quả cầu Casidon tự nhiên của Việt Nam mình, hoàn toàn tự nhiên. Đá tự nhiên thì với có tác dụng phong thủy. Hôm nay mình không nói sâu về tác dụng phong thủy tùy của quả cầu đá thạch anh mã não hay là đá gỗ thạch. Mình sẽ nói về trải nghiệm, nói cho các bạn trải nghiệm về các loại đá thạch, từ đá thạch thô mà ra quả cầu thành phẩm. Nếu đã qua xử lý thì cho vào nhiệt độ, tăng nhiệt độ lên và xử lý hết các vết nứt phèn này. Khi xử lý thì tác dụng phong thủy sẽ giảm đi 50-80%, các cấu trúc phân tử của đá sẽ thay đổi, không còn hấp thụ được các dòng năng lượng, các sóng từ xấu của địa khí, của môi trường. Nhà sàn Tây Nguyên xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nếu các bạn thấy video hữu ích hay các bạn là người yêu quý đá phong thủy tự nhiên thì xin hãy đăng ký kênh để theo dõi anh em làm video chia sẻ về đá tự nhiên Việt Nam mình. Xin chào và hẹn gặp lại.